con thánh chính cái nhạc sĩ Bắc Sơn, nên là cái chị đó cũng là gửi đến quý vị một cái nhạc phẩm của quý vị nói về quê hương đất nước, một bài hát khá là nổi tiếng, bài hát được mang tên Còn Thương Sâu Đắm Một Sao Hè, và đặc biệt là bài hát chung với cháu nội của nhạc sĩ Bắc Sơn là một tháng chưa biết bị thầm cô Tịnh Chính ơi. Dạ. Thầy ơi, đi phục vụ văn nghệ mà nãy giờ cứ lo ăn không à? Lẹ. Mới này mình hát một bài của ông nội để giới thiệu cho mọi người được biết. Dạ, con là ai? Dạ, con tên Chính, con xin chào tất cả các đại biểu cũng như quý vị khán giả cùng các phòng ngày hôm nay ạ. Đừng chinh, những chiếc chính theo bộ phim truyền quê con đang được gần Long An. Là cháu nội của nhạc sĩ Bắc Sơn. Thank you.
จ้าเรา